Đó. Còn trong cái câu chuyện của thằng Sang đó thì nó thật sự quý bà con, tôi thấy là cái băng nhóm YouTube này cũng phải đáng được lên án. Khi mà xảy ra chuyện bà con thấy thằng nào vô cũng gọi là câu like câu view một cách bất chấp, lôi cái danh dự con người ta ra để mà xí mạng, để mà cái như là đè bẹp danh dự của một đứa trẻ 12 tuổi. Rồi đến bây giờ bà con có thấy thằng nào mà nó quan tâm trong cái câu chuyện này hay không? Hay là bây giờ nó gọi là nó vứt con giữa chợ? Nó bây giờ nó thật sự, tôi nói mấy thằng YouTube này bây giờ nó không dám động tới thằng Dũng nha. Nó mà động tới thằng Dũng không cho quay là thật sự bọn này cũng là hơi lên bờ xuống ruộng đó. Thằng Dũng là bây giờ giống như là một trong những người mà quan trọng với cái nhóm YouTube này. Nó nịnh đến mức mà tôi thấy bất lần gớm ghiếc luôn, bớt lại đi chứ mấy trăm. Mình đi làm YouTube, mình làm một cái kênh YouTube, hoàn cảnh là họ cần tới mình hay không, còn nếu hoàn cảnh người ta không cần tới mình thì mình cái như là cũng có một trong những cái thì mình cũng giống như cũng đi tìm hoàn cảnh, mà tìm hoàn cảnh nào nó phù hợp. Trời đất thánh thần thiên địa, bây giờ mà nó nói tới thằng Dũng là nó phải nhìn cái cặp mắt thằng Dũng, nhìn vào cái phản ứng thằng Dũng rồi nó mới dám phát ngôn, giống như là một thằng con mà nói chuyện với một người cha đó. Ta nói cái gì cho cha mình vui, ta nói cái gì cho cha mình cái như là nó được mắt lòng đẹp dạ thì nói, còn nói cái gì mà cha mà nghe không phải là cái cha chữ là nó không cho dám nói. Cho nên riêng cái câu chuyện này bà con thấy không? Nó vô mà nó bưng bơ, nó bưng bít, nó bỡ đỡ một cách mà nó gọi là nó vừa thối mà nó vừa cái như là bất nhẫn. Chưa thấy một thằng YouTube nào mà dám đứng ra để mà hỏi rõ cái câu chuyện mà cái như là liên quan cái vụ mà con Thắm cái như là những ngày vừa qua. Đấy, ông nói gà bà nói vịt. Một trong những cái đây là phải cần cái tìm hiểu rõ. Ở đây có phải là một trong những cái mà cái nguyên nhân đó là dẫn đến cái sự mà con Thắm nó xảy ra câu chuyện đó hay không? Đấy. Tôi nói thật sự thằng Dũng nó rất sợ. Sợ ra sợ gì? Sợ cái mà xét nghiệm ADN. Từ lúc mà con Khám chưa sinh ra, bà con thấy nào đó, nó đưa ra rất nhiều cái lý do, lúc là nó bảo là nó đã tiến rồi. Đó. Ngay cả con Huệ cũng vậy, con Huệ cũng bảo là Dũng tiến rồi. Đó. Mà thằng Dũng nó giải thích rằng khi mà thằng Dũng nó tiến rồi cho nên bây giờ nó giống như cái con gọi là con đung dừa đó quý vị, cho nên là cái mà như vậy đó, cứ là biểu biểu vậy chứ còn không thể được nữa. Đó, cái thằng tào lao chưa? Đó. Có nghĩa là ngay từ đầu đó kênh của Minh Kha là cũng muốn làm rõ sự việc này. Đó, thì thằng Dũng gọi là nó chống cha bên này, nó chống chế bên kia và nó hất cái Minh Kha ra khỏi cuộc chơi. Đó, mặc dù nó nhận của Minh Kha cũng một cơ số tiền và những cái vật dụng được mạnh thường quân họ quan tâm họ tặng. Đó. Nhưng mà vì sao nó sợ lộ, nó sợ là bây giờ mà ai cũng như Minh Kha mà tới rồi ngày nào cũng bắt xét nghiệm ADN, tới rồi để thử là phiến hay chưa phiến, tất cả mọi cái nó sẽ lộ ra những cái gì mà bản thân của nó đã cố tình để cho nó ép nhẹ. Thành Dũng rất sợ điều này đấy. Cho Minh Kha khi mà vô mà hỏi một cái là bắt đầu thành Dũng là nó là nó quay lại nó phản ứng liền, bà con thấy không? Và nó có những cái gọi là cái nó tách Minh Kha ra khỏi cuộc chơi, thằng này dễ gì mà để Minh Kha vô, chỉ cần một số kênh thì tất trong cái nhóm mà vừa qua đó, chỉ cần một trong những kênh nào mà nghịch với thằng Dũng là chắc ăn nó sẽ đuổi ra khỏi cuộc chơi. Đó. Cho nên cái vấn đề ở đây các anh sống quá hẹp, các anh sống quá hẹp. Đó. Mình sống mình có một cái kênh thì để một cách làm gì, để lan tỏa sự thật, để giúp những bà con mà gọi là họ không có một cái tiếng nói, giúp những đứa trẻ như thằng Sang, giúp những người như là con Khánh để tìm ra một cái nguyên nhân, tìm ra một cái gọi là cái thủ phạm mà đã làm cho nó mà bầu phải gọi là thủ phạm. Vì sao quý vị? Con Khánh nó là một đứa khờ, nó đâu có ý thức được cái vấn đề ABC mà anh đì nó ra như vậy, bây giờ nó mang bầu thì đó gọi là một trong những cái thủ phạm đó chứ. Thế còn nó đâu có ý thức được cái gì đó không? Chỉ có những người mà họ biết được, họ ý thức được chứ.
Chứ còn con khám là sao nó ý thức được vậy? Bây giờ con khám là đụng tới đâu là nó thật sự là nó nằm yên ở đó, sao nó cấm chế được, đúng không? Các anh phải tìm ra cái thủ phạm cái câu chuyện đó là ai, người nào đứng trong câu chuyện đó, tác giả trong cái câu chuyện đó. Các anh mới gọi là cái trời đất thánh thần nó đi cả một bên mà thấy toàn là không ông nào dám đứng lên hết trơn hết rồi. Ta phải động não chút, tư duy chút là chắc anh sẽ có những câu hỏi hóc búa về thằng Dũng, nó thật sự nó cũng phải đơ càng đâu. Nó có hay không có thông qua những câu trả lời của nó là bà con biết quá rõ. Đằng này Lũ Bay gọi là cũng là một kênh YouTube, cũng là một trong những cái kênh mà cũng là tự hào, tự hô mình là một trong những kênh thiện nguyện, mình là một trong những kênh mà lan tỏa cái sự là nó văn minh, nó thế này là các cuối cùng ra cái thực tế là các ông làm chắc lắm. Ra thực tế đó, tới thực tế bây giờ đó các ông điều tra để chỗ thằng Sang đấy chứ Dũng là ai là thủ phạm trong cái câu chuyện này. Mà nếu như hai thằng không có thì người thứ ba là ai mà bà hai bà chia sẻ đó. Các anh có dám đứng ra đối diện hay không? Mà ngày nào cũng quay con Khánh, ngày nào cũng là quay kể như là gia đình thằng Dũng, ngày nào cũng quay gia đình của là bà mẹ vợ Dũng. Các anh đây nó thật sự các anh rủ đi gọi là anh mày kể như là nguyên cả tập đoàn chứ làm gì các câu chuyện mà các anh chia sẻ hoàn cảnh. Cứ đưa ra một cái lý do đó. Đưa ra một lý do quý vị. Là vì khán giả, vì bà con đang cần biết là tình hình của Thánh như thế nào, cho nên em phải quay lên. Ai cần biết? Thế? Ai cần biết tình hình của Thánh thế nào? Ông Nậu Lũ Bay, người ta giả sử người ta biết tình hình con Thánh thế nào đó, thì cách 2-3 bữa bay quay lại một bữa. Chứ ngày nào bay cũng quay mà cái như là người ta là người dân nước lã, người ta có cần thiết là phải cập nhật tình hình con Thánh là 24/24 hay không? Mày đưa ra một ngày là tức là 5-7 lít mà tức là mấy kênh như vậy đó, đó mà lúc nào cũng bảo rằng bà con cộng đồng mạng đang biết, đang muốn quan tâm. Cái câu chuyện bà con cộng đồng mạng đang quan tâm không phải là câu chuyện con Thánh như thế nào, mà người ta đang quan tâm là cái như là cái câu chuyện của thằng Sang đến bây giờ nó như thế nào. Đó. Ai là một trong những là người mà làm cho con Thánh nó sình cái bụng lên đó, đó mới là cộng đồng mạng đang quan tâm. Điều đấy là người ta đang quan tâm. Người ta cũng đã có rất nhiều cái sự phẫn nộ trong kênh các ông mà các ông nó thật sự quá hèn nhát. Các ông không dám. Trời ơi mấy thằng này tôi nói với tụi con, nó mà động tới thằng Dũng thì ngày mai Dũng nó cấm cung sao mà tới quay. Cứ nịnh cà rơn cà tân cà lơn tân nó tới quay cái đường thức phim rồi xem như là cũng tiếp tay cho kẻ. Phải đặt dấu hỏi xem thử là cái thái độ thằng Dũng trong những ngày vừa qua rồi nó như thế nào, rồi nhìn cái kiểu cách nó nói với Thánh là có cái gì nó khác thường hay không, đúng không? Tôi nói những ông bây giờ, những ông mà ngồi ở đó hàng giờ vậy, chính là các ông không nhìn nhận ra cái khác thường, mà cộng đồng mạng nhìn nhận ra cái sự khác thường, mà các ông trực tiếp là các ông không nhìn nhận ra cái sự khác thường là chứng tỏ các ông quá dốt, đó không? Vậy mà ngày mai lên chữ đó quý vị, nó đã dốt rồi ngày mai lên chữ đó, nó không chấp nhận cái sự thật. Thì mình bây giờ mình nói thật sự ra mình muốn cần biết là mình chỉ cần mà tới đó mình ngồi nói chuyện đôi ba câu là nó lòi ra hết quý vị, đó không? Mình ngồi nói chuyện đôi ba câu là lòi ra hết thôi. Nhưng cái vấn đề ở đây là cái những con người này họ không có dám, họ không có dám hỏi, họ không có dám mà đưa ra cái quan điểm của họ, cho nên là bị là nhân vật nó dẫn dắt, rồi nhiều lúc nó cũng cố tình để cho nhân vật dẫn dắt luôn. Hồi giờ thật sự là cái hoàn cảnh là nó cần kênh YouTube, hoàn cảnh cần cái gọi là cái sự mà chia sẻ để cho bà con biết, người ta giúp đỡ. Chứ bây giờ bà con thấy mà kênh YouTube là đi cần hoàn cảnh thì Mạnh Thường Quân cũng phải nên suy nghĩ lại. YouTube mà cần hoàn cảnh thì cái hoàn cảnh này có đáng được giúp đỡ hay không? Có nghĩa là người ta không cần quý vị giúp đỡ, mà quý vị là tự ý là quý vị dục tiền gì đó, nó đâu có cần sự giúp đỡ. Nếu mà nó cần sự giúp đỡ thì nó phải là tôn trọng kênh YouTube và tôn trọng cái sự thật. Đằng này nó thật sự mới với Dũng gầm cầu là không có cái sự mà tôn trọng cái sự thật, không có tôn trọng kênh YouTube, mà YouTube quay ngược lại phải sợ thằng Dũng.
Dũng nói cái gì là Dương Tích phải răng rất rất nghe theo đó. À, vậy đó, vậy mà hoàn cảnh đó quý vị, à, hoàn cảnh thì kỳ vậy. Các ông cứ lên trên mạng rồi đó, thật sự các ông ỷ các ông có một cái kênh, rồi các ông quay lên rồi các ông kể như là tung ra những cái chiêu trò, các ông tung ra những cái xảo ngôn, à, rồi người ta thấy gọi là nó chướng cái tai, nó gai cái con mắt, bắt đầu là người ta lên tiếng, người ta ý kiến, các ông cho rằng trời ở sau lại ganh ăn tích ở, rồi sau lại ngồi ở nhà mà nhiều chuyện. Tôi nói thật sự quý vị, người ta ngồi ở đâu không cần biết, nhưng mà người ta nhìn ra được một trăm trong những cái nó gấp khúc trong câu chuyện này thì người ta đã hơn các ông cái đầu rồi, đúng chưa? Rồi các ông tới gọi là ma mị, tôi đi soi dịu niềm đau, các ông là cái nghĩa địa gì mà soi dịu niềm đau? Các ông soi dịu niềm đau là bây giờ các ông phải tới chỗ thằng Sang đó. Thằng Sang bây giờ đó nó nhỏ, nó không có hiểu được, cho sau này nó lớn lên nó căm hận các ông là đến tận xương tủy. Thằng Sang sau này nó lớn lên đó, nó sẽ căm hận các ông như thế nào? So dịu niềm đau, so dịu tới chỗ thằng Sang đó, chứ không phải chỗ con Thắng đâu. So dịu niềm đau cái quái gì, thật sự các ông tới cũng để quay phim, các ông cũng để mà kiếm tiền YouTube, nhưng mà các ông làm không đúng. Mà các ông lên còn nói giọng gọi là cao thượng. Cao thượng chỗ nào vậy? Tôi nói thằng Sang mà sau này nó lớn lên, nó gặp các ông ngoài đường thì là các ông mới hiểu cảnh. Đấy, mày ngày xưa mày nói tao là có con thắm hả? Mày ép tao cái như thế này thế khác hả? Rồi lúc đấy thôi chỉ là răng đi môi ở lại. Chắc anh là điều đó quý vị. Đó, một đứa trẻ mà nó thật sự khi từ nhỏ mà nó bị mà ức hiếp đó. Nó bị ức hiếp mà không có người gọi là đứng ra để mà giải quyết, không có người đứng ra mà để mà cái như là giúp đỡ nó để mà lấy lại cái sự công bằng, là nó thật sự nó nuôi cái sự mà căm phẫn từ lúc đó. Đó. Rồi sau này nó ra nó gặp mấy thằng này, rồi mấy thằng này sẽ hiểu cảnh. Rồi sẽ có câu chuyện là răng đi môi ở lại đó quý bà con. Ai đâu mà toàn là những cái kênh mà còn là cái YouTube mà toàn là cái đầu đứa nào đứa nấy cũng là cái như là già đầu hết trơn. Đó, mà đi gọi là trấn áp một thằng nhỏ, trấn áp cho một cái là một cái vấn đề rất nghiêm trọng, ép buộc con người ta phải nhận. Một trong những cái tôi hỏi quý bà con, lũ bay sống là vô pháp vô thiên, bay sống mà phải không có tôn trọng pháp luật, mà đụng ra cái là tao đi kiện, lũ bay đi kiện đấy, đụng tới bay là bay rồi đi kiện. Người ta nói ở đây là trên cơ sở tất cả các thức phim lũ bay đưa lên. Cộng đồng mạng người ta không kiện lũ bay là may, là bay còn đi kiện ngược lại cộng đồng. Bay bảo là đóng phim cho vui. Đóng phim đấy rồi ai là người để như là cho phép, bay đã xin phép chưa? Giấy phép của lũ bay đâu? Mà lúc nào cộng đồng mạng bảo nói một cái trời ơi tôi đóng phim cho vui, thích coi nó sao, nên nhớ rằng cộng đồng mạng là khi các ông đưa lên là người ta được quyền bình phẩm. Đây cũng giống như một tác phẩm thì người ta được quyền bình phẩm. Mà người ta bình phẩm các ông cho rằng là cái người ta hơn thua, rồi người ta ganh ăn tích ở, rồi thế này thế nọ, các ông nó thật sự, rồi cái có nhiều thằng bảo là xúc phạm nữa, các ông đã nó thật sự các ông đưa lên cái phim vậy là bản thân các ông tự xúc phạm các ông rồi. Đưa cái phim không có giá trị thì bản thân các ông đã xúc phạm các ông rồi, chứ không cần mà cái là cộng đồng mạng. Mình tôn trọng bản thân mình thì mình đưa lên cái phim nó căn chính đi quý vị, đúng không? Mình đưa lên một cái phim nó đầy đủ ý nghĩa, mang tính chất nhân văn thì ai đâu mà trách móc mình. Mình đưa lên những cái phim nó xàm xí, đưa lên những cái phim mang chất này nó loạn luôn, đưa lên những cái phim nó không có những cái gì mà nhân văn hết trơn hết trọi, thì bản thân mình đã tự xúc phạm chính mình. Chứ đừng có nói là cộng đồng mạng người ta lên tiếng là người phải sao. Thấy các anh dạng như nó thật sự dạng ngu mà lì đó, một lần người ta không lên tiếng, các anh đưa nhiều lần người ta cũng phải lên tiếng chứ. Lên không gian mạng là còn gia đình của người ta xem, còn con còn cháu người ta xem, còn biết bao nhiêu thế hệ sau này nó xem. Rồi các anh tự cho các anh là đúng đó, ai lên tiếng trời ơi tôi đi kiện á,
tôi làm đơn tôi kiện mà, để kiện đấy. Lũ bay gây ra cái hậu quả cho thằng Sang như vậy đó, là người ta nó thật sự gia đình thằng Sang không biết gì, cho bay gặp gia đình người khác đấy, bay thử đấy, bay thử đụng tới gia đình người khác rồi bay sẽ hiểu cả. Nếu còn bay lựa vào cái gia đình của người ta không biết rồi bay đi anh hà anh hiếp, rồi bay đi bắt ép cho một đứa trẻ mà nó là hoàn toàn không có bất kỳ một cái sức phản kháng nào với lũ bay. Bay nói sao nó nghe vậy, bay hay nó thấy sợ đó. Trẻ con mà quá vậy, trẻ con nào nó thật sự hâm nó là công an bắt thì nó chẳng sợ, nó không có một cái lỗi gì mà bảo rằng công an bắt thì nó sợ lúc nào. Đây là những lời của thằng cô bác nói, anh nói cô bác bảo rằng đó, bây giờ mà con không nhận vài bữa mà đế ra thằng con nó giống y xì con là công an tới bắt con, thì thằng Sang nó phải sợ rồi quý vị. Ông đậu nó rủ nó xui đẻ ra cái mặt giống y xì nó sao, công an tới bắt nó sao, mặc dù nó không phải là thủ phạm. Nó cũng canh lên vậy. Một cái suy nghĩ một đứa trẻ nó đơn thuần lắm, nó đâu có đầu mà như đầu to như thằng Chiến đâu mà nó hiểu, đúng không? Chứ nếu mà thật sự nó nói tới tôi đây là tôi nói tới đâu tới à. Bay lớn đầu to đầu đi gọi là đi bắt một đứa nhỏ, là bây giờ loi vô một cái mộc băng ra cờ lúc nào cũng thấm, ngay nào cũng thấm. Thấm mà nó ăn không được cũng thấm, mà nó đi không được cũng thấm, mà nó thật sự cá gia đình thằng Dũng, cá gia đình của con Huệ và cá những đám như tất, mà bây giờ cái bu vô một mình con Thắm ra mà thấy được hay không, kỳ quá quý bà con. Cái chuyện này nó quá quá để có những cái nó vô cùng cái như là bí ỏi, một thể hiện một sự bí ỏi quá cái như là quá rõ ràng, mà còn thích thể hiện từ đất thánh thần thiên địa bớt lên mấy chú xem như là thật sự các chú làm sao làm giúp cho thằng Sang đi. Đó, rồi để cho nó gọi là để lấy lại nó một cái sự công bằng. Còn các chú bây giờ các chú làm là như mèo mửa, người ta lên nói tờ rồi đi kiện, người ta lên nói rồi tờ rồi đi thua, tờ muốn chơi chiêu bài nó là lấy vú lấp miệng em ở đâu chơi đó hơi căng. Bó tay quý vị, bó tay lên cái thức thở hiện, lên cái gì cho ta đây là một trong những người tử tế đàng hoàng, thôi bỏ đi. Các ông có thật sự, các ông mà gặp cái gia đình nào mà họ giữ dữ hơn chút đi là cái họ xử cho các ông thấy, các ông tàu lâu. Thưa quý vị, cái buổi trò chuyện hôm nay tới đây thì Lang Thang Sài Gòn và đường Đời Thường TV xin nghe phép tất cả các bà con cho tôi kết thúc tại đây ha. Một lần nữa kính chúc tất cả các bà con chúng ta lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong năm. Tạm biệt tất cả các bà con và hẹn gặp lại bà con vào cái chương trình trò chuyện tiếp theo bà con nhé.